chào tất cả mọi người các bạn nha. Bữa nay mình quay chú Phương cưa cây châm này các bạn. Cây châm này gần nhà nè các bạn. Có dây điện ở trên đó nữa nha. Đó. Để chú leo lên rồi mình quay chú leo lên cưa cho các bạn xem nha. Còn cái cô này là cái cô chủ nhà nha các bạn. Chú bắt đầu leo lên nha các bạn. Ôm cây cột sắt leo lên nè. Đó, cây cột sắt các bạn. Ở trên này hai cọng dây điện đó là có điện trên nha các bạn. Quá tuyệt vời luôn các bạn ơi, phóng luôn nha các bạn. Đó, chú ở trên đó đó các bạn. Đó, leo lên tới đó nha. Chú bước qua góc nhà để kéo cái máy cưa cách xù lên nha các bạn. Đó, chú phần cái cọng dây đó là để kéo cái máy cưa lên để cưa mấy cái nhánh thằng trên này nè các bạn. Đó, máy cưa đã lên tới nha các bạn. Cưa mấy cái nhánh nhỏ cho nó gớt từ từ xuống nha các bạn. Đây là sẽ cắt cành nhỏ cho gớt xuống. Đùa xuống nha các bạn. Nguyên nhánh to luôn. Bỏ vô nhà các bạn. Bây giờ chú cắt nó nhỏ chút xuống. Các bạn mà thấy chú mình cưa hay cả cho mình xin đó nếm dùng xuống nè các bạn ơi. Có gồng dây điện cản nữa để đó nha. Mình nhanh bớt lụa chúng ta ra. Dạ cô ơi. Ê, bà đi ra chỗ đó đi trời. Hồi đó nằm. Nó nghe các bạn kịch xuống nè các bạn ơi, dưới cái nhánh ở trên nè mạnh lên. Đó, chú kéo xuống mất nhà đó các bạn. Xuống nha các bạn. Đó, cầm ở trên đó lát nữa cắt nhỏ nhỏ giục xuống nha. Mình ở trên đó nếm giục xuống luôn nha các bạn. Cưa cái châm này hơi lâu à. Tại vì con mình chú ở trên nóc nhà xử lý nó hơi lâu nha. Chú kéo cái nhánh to là đỡ đó các bạn à, đỡ bỏ xuống nha. Gớt xuống dưới này nè các bạn.
chú leo lên di chuyển tiếp cái video qua đó. Bên cây sắt là các bạn xuống đường bên cây sắt à, chú mình lên đó lấy cọng dây đai chút xíu bỏ cho anh đốt nhà luôn rồi nghỉ luôn nghỉ cuộc luôn giờ cây leo xuống máy cưa chú ơi. Giờ chú hạ đoạn nó cho ngắn lên nha quạt. Ngã đó bạn ơi. Đó,
vớt xuống đây nha. Giờ chú cho nóc nhà thả mấy cưa xuống nha các bạn. Thả mấy cưa xuống cưa gốc cây chăm này luôn. Chú bắt đầu leo xuống bằng cây sắt nha các bạn. Đó, chú bắt đầu cầm mấy cưa cưa nha các bạn. Cái cây với cây sắt nè, ca nè, căng nha các bạn. Cưa mấy cái khúc nhỏ nhỏ đoạn ra cho người ta dễ dọn dẹp nha các bạn.